Nhà có khách, chương trình thực tế dành cho tất cả mọi gia đình, nơi để chúng ta lắng nghe câu chuyện và là cầu nối gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau. Linh thì như một bông hoa, hoa thì cũng sẽ có hoa này hoa kia. Với sự kết nối của hai MC duyên dáng nhưng không kém phần hài hước là Mạc Văn Khoa và Phan Như Thảo. Mình lo lắng một điều là không biết là mình có đủ thành công hay không để mình đủ bảo vệ quốc và xây dựng một gia đình riêng của mình hay không. Những câu chuyện rất đời, rất thật. Những câu chuyện chưa bao giờ được kể với ai, chỉ có tại sân khấu Nhà có khách. Quá dành tâm huyết cho học viên nên là quên đi bản thân. Đôi khi cũng quên tắm, đôi khi cũng quên tắm. Lúc sinh nó ra thì bất ngờ lắm. Ai cũng bất ngờ, ước gì da bạc đen bình thường như con mắt người ta. Linh mở mắt ra đi, quà tới rồi đấy. Quá đau đớn đi, nhưng mà cô nghĩ là lần Quy cô có hai đứa con là đó là niềm an ủi cho cô. Năm 2019 thì Quốc nói là anh ơi, em với anh sống vậy thì mình cần phải có con. Thì để đó anh Huy không chịu, mình không chịu có con, tại mình nói ôi trời trời, hai thằng đàn ông mà nuôi thêm đứa con rất là cực. Ngay từ đầu quan điểm của mình á là muốn tìm con của anh Huy, con có chung huyết thống của mình hay không không quan trọng, mà mình quan trọng là đủ tình thương hay không. Tại vì chính bản thân Quốc là người bị cha ruột của mình bỏ từ lúc 6 tuổi và không quan tâm, không chăm sóc gì, thì mình nghĩ cái chuyện mà tình thương với lại huyết thống nó cũng không quá quan trọng. Anh Huy với Quốc là hơi trái ngược với nhau về tính tình chút, lo xa chuyện đi học của con trong khi mới có 2 tuổi à, nửa đêm 12 giờ mấy khều khều, Quốc anh thấy cái trường này được nè. Nói kìa, không anh ngủ đi, anh ngủ đi, còn tới 4 năm nữa là rồi tới đó mình tính được không. Mạc Văn Khoa, Phan Như Thảo xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả cùng đến với chương trình Nhà có khách. Chị Thảo ơi, hôm nay khách mời của chúng ta nam hay nữ vậy chị? Hôm nay khách mời của chúng ta là một cặp đôi rất rất là đặc biệt, rất rất là đáng yêu, rất rất là dễ thương luôn. Chị không thể chờ được nữa, bây giờ em phải mời vô liền. Dạ, không để quý vị khán giả chờ lâu nữa và cũng không để cái sự tò mò của em nó tò mò hơn nữa. Thì sau đây xin mời những vị khách của mình ạ. Chào chị Thảo, chào cả nhà. Con chào chú. Rồi. Chú. Đây đây cô mình đứng một chụp hình, một tấm hình trước khi mình nói ngồi đúng không ta? Được chứ ạ, được chứ ạ. Ok, xin chào. Rồi mời mọi người ngồi ạ, gia đình mình ngồi ạ, đây ạ, nước ạ. Xin mời cả nhà. Trời ơi, con chào chú, con chú chào cô con chú đi con không có sợ ai hả? Đúng rồi, cũng không có sợ ai, thích đi chơi vậy đó. Thể giới thiệu về bản thân mình cho cũng như là tụi em cũng như là hay là quý vị khán giả được biết được không ạ? Anh là Trương Ngọc Huy, hiện tại đang là giám đốc điều hành của hệ thống da liễu DRH Clinic. Còn Quốc là có thể chia sẻ về Quốc đi. Mình tên là Lê Minh Quốc, mình cũng là cùng là bạn đời của anh Trương Ngọc Huy và cũng là đồng founder nhà sáng lập CEO của DRH Clinic. Có thể là cậu giới thiệu đôi nét về cậu đi. Cậu là Lê Đình Ninh, là cậu út của Lê Minh Quốc. Con chào cậu. Chào cậu. Bên đây ạ, hai bác ạ. Bác là Trương Ngọc Hưng. Ba cô Trương Ngọc Huy. Còn cô là bà má của Trương Ngọc Huy là Lê Thị Kim Hường. Dạ, cô. Trời ơi, ba má anh nhìn ở ngoài đẹp. Đẹp hả? Ít khi gặp người lớn thì mình nhìn. Con cũng chỉ mong sau này con được đẹp lão giống như bác ạ. Dạ, rất là cảm ơn. Trong lòng em rất là háo hức muốn được gặp cặp đôi của mình và muốn được mọi người chia sẻ về câu chuyện của mình. Câu chuyện của tụi anh hả? Dạ. Đơn giản mà nó phức tạp. Một lời không thể nói hết. Một lời không thể nói hết hả? Chắc là Quốc kể đi. Từ đâu anh hả? Bắt đầu từ 12 năm trước hả? Gặp nhau sao? 12 năm trước, tức là vào năm 2011 á. Thì lúc đó anh Huy đang là sinh viên. Thì trong lúc đó là em đang đi làm phục vụ ở một quán đó để kiếm thêm tiền trang trải á. Trong cái lúc mà em làm ở đó thì anh Huy vừa đi học và anh Huy vừa đi làm nữa. Lúc đó anh Huy đang làm một cái hội nghị thường xuyên ở đó. Thì trước một tuần trước khi em quyết định em nghỉ ở quán cà phê đó thì em lại gặp anh Huy. Anh Huy có nghe về câu chuyện của em và cũng có chia sẻ với mình là
không có nên nghỉ học, nên tiếp tục đi học đi, dù mình có thích cái ngành đó hay không cũng phải tiếp tục học để lấy được cho bằng đại học. Thì anh Huy mới kêu là bây giờ anh Huy sẽ giúp em học, kể cả về ở chung với anh Huy, tại vì thời điểm đó em khá là khó khăn về kinh tế. Thì sau khi về ở chung với anh Huy thì mình bắt đầu một cái mối quan hệ cũng không biết đặt tên là gì. Tình cảm thì cũng không phải gọi là tình cảm, anh em cũng không phải gọi là anh em, tại vì nó trên mức anh em. Tại vì anh Huy có thương lượng với em á, mình coi nhau như anh em và không được có một cái cảm xúc ghen tuông nào trong cái quá trình mà mình ở chung với nhau. Thân kỳ vậy anh. Tại vì thời điểm đó là mình cũng chưa có thành công trong sự nghiệp. Nếu như mà mình có những cái gì đó mà nó gặp phải, không biết rằng là thời điểm đó người ta có chấp nhận câu chuyện của mình hay không. Và tại vì giống như là cái câu chuyện đó là thực sự là Quốc rất là hot boy vào thời điểm mình mới gặp nha. Giờ giờ cũng là hot boy. Nhưng mà có một điều đó là thời điểm đó khi mình gặp đó là câu chuyện của Quốc là một cái câu chuyện mà mình cảm thấy giống như mình ngày xưa vậy đó. Năm 18 tuổi mình bước chân lên Sài Gòn, trên đó mình cũng học hành thi cử rồi, nhưng mình cũng đi kiếm tiền thêm để mà mình trang trải cuộc sống, để mình có thể vừa đi học vừa đi luyện thi. Sau đó thì mình tiếp tục mình đi quay về Cần Thơ, mình quay về Cần Thơ mình học thêm một cái ngành khác nữa, đó là cái ngành thứ hai của mình, đó là cái ngành về mặt y tế đó. Thật sự ra là mình cũng phải trải qua các công việc. Thì khi mà mình gặp Quốc á, thì bạn làm cho mình thấy là cái hình ảnh của mình là một người cố gắng, chịu khó. Lúc đó không còn con đường nào nữa thì phải quyết tâm đi lên Sài Gòn coi. Thì mình mới chia sẻ với Quốc thì ok, nếu mà muốn lên đó thì mình cũng có bạn bè trên đó thì hướng dẫn cho bạn. Rồi tối hôm đó là mọi chuyện, cái chuyện gì cũng đã tới thì nó tới. Đó là quen với nhau sao gặp cái yêu luôn vậy hả? Đúng rồi. Sau một đến hai tiếng rồi hả? Một đến hai tiếng. Ai yêu? Ai yêu trước? Đây là người đồng trước. Đây là người cua mình trước. Thấy anh vũ trước rồi. Đây là nhắn tin cho mình trước. Ngày đầu mà hẹn hò á, coi như là kỷ niệm cái ngày đó mình quen nhau luôn. Đó, và xong là hai đứa quyết định quen nhau luôn và quyết định về nhà ở chung. Nhưng mà tuy nhiên á, là thời điểm mà năm 2013 là mình quyết định mình rời Cần Thơ. Mình về Cần Thơ để bắt đầu mình lên Sài Gòn mình lập nghiệp. Nhưng mà thời điểm mà mình lập nghiệp đó, thật sự ra nó có rất nhiều cái câu chuyện. Thật sự là rất là thương Quốc. Nhưng mà lúc mà anh lên Sài Gòn thì lúc đấy là... Quốc ở lại Cần Thơ. Ở lại Cần Thơ. Nhưng mà lúc đó mình đi, mình sợ. Mình lo lắng một điều là không biết là mình có đủ thành công hay không, để mình đủ bảo vệ Quốc và xây dựng một gia đình riêng của mình hay không. Nhưng lúc đó mình cũng nỗ lực á. Tức là ảnh đi một cái cách đột ngột. Ảnh đi ảnh không có... Không có bàn bạc gì hết. Dạ đúng rồi, không bàn là anh đi lên trước rồi em lên sau, anh sẽ đưa em lên sau. Em ok luôn. Tại vì em đâu có sự lựa chọn nào khác. Tại vì ngay từ đầu mối quan hệ của mình nó cũng chẳng phải là tình yêu, mà cũng chẳng phải là vợ chồng gì hết. Mình không có cái lấy tư cách gì để ràng buộc ảnh làm sự kiện này nọ các kiểu. Khi mà ảnh đi như vậy thì mình chỉ nghĩ về mặt cảm xúc là tại sao anh lại đối xử với mình như vậy. Cho nên là mình cũng trách ảnh rất là nhiều. Giận chứ. Và sau khoảng một năm hơn có đi qua đi lại thăm nhau á, thì Quốc quyết định nói là chia tay. Đúng, trời ơi, hơi muộn. Lúc đó mình quyết định là mình thuyết phục Quốc đi lên trên Sài Gòn với mình. Thì khi mà lên 2015, sau đó mình sắp xếp công việc cho Quốc. Sau đó năm 2016 thì mình quyết định khởi nghiệp với một cái phòng khám về chuyên về da liễu. Thì áp lực không? Áp lực chứ. Có cãi lộn không? Cãi lộn chứ. Cãi thường xuyên, cãi thì tới giờ vẫn cãi. Đúng rồi, cãi tới giờ vẫn cãi. Cũng vậy mà, em với vợ em lâu lâu cũng phải cãi nhau cái để mình tranh luận, mình hiểu nhau hơn. Chị Thảo không quyền cãi. Không, chị không có cãi lộn với chồng. Dạ thôi. Sau buổi này là phải... Tại vì chị nói với chồng chị cũng nghe. Đúng rồi, phụ nữ quyền lực. Đúng rồi, chị này giống người phụ nữ kia. Chồng chị ông chiều, vợ chiều con lắm. Cho nên là chị nói, ví dụ như ông nói hai cái này em thích cái nào, em thích cái đó là ok đó. Không có câu thứ hai luôn. Thì đối với anh Huy á, thì trước khi mà cái chuyện tình cảm của mình được công khai thì mình phải thành công về mặt xã hội trước. Công việc mình có địa vị, về công việc ổn định, sự nghiệp, lo được cho bản thân và lo cho gia đình và lo được cho một nửa của mình. Nhưng mà quan trọng là lúc đó mình Quốc sẽ không có hiểu được anh Huy nghĩ như thế nào, tại vì anh Huy không chia sẻ những chuyện đó. Đúng rồi, tính mình kỳ. Tức là tính mình nó là vậy nè, khi mà mình làm những cái việc gì mà nó hơi bự chút xíu là mình âm thầm mình làm. Người yêu nhất cũng không nói luôn. Đúng rồi, mình âm thầm mình làm, mình mài mò mình làm và mình sẽ tìm cách để mà đi ra tới cái con đường đó. Ví dụ như muốn xây dựng doanh nghiệp đúng không, thì mình trong suốt cái khoảng thời gian 3 năm đầu đó,
3 năm đó mình phải xây dựng một cái chiến lược gọi là marketing map. Anh Huy là người làm cái gì đó rất là chắc chắn, phải plan hết rồi từng ngày là phải đúng cái kế hoạch của anh. Yeah. Anh không chấp nhận cái gì bất ngờ xảy ra hả? Chính xác. Và Quốc có phải là có một điều bất ngờ hay là anh đã plan từ lúc ngày đầu tiên gặp nhau là anh plan từ bây giờ rồi hay là bất ngờ thì, cuộc đời anh? Giống như lời của ảnh nói á, trong đám cưới của mình vừa rồi thì ngay từ đầu gặp là anh đã có kế hoạch rồi. Tính luôn rồi. Tính luôn. Tại vì có lẽ cái là mình không có biết mình là người nằm trong cái kế hoạch đó mà mình không biết là. Tại vì á lúc mà quen Quốc á là sau đó 2 tháng là dắt Quốc về nhà. À, cô chú khi mà anh Huy dắt Quốc về nhà thì cô có vừa ý liền đúng không ạ? Cô dạ. Có biết gì đâu vừa ý. Trời ơi. Không biết gì. Cô chỉ nghĩ là bạn bè thì nó dẫn về mà thằng này nó có bán. Đúng rồi, chưa biết gì. Có thằng bạn, tại vì cái phòng lớn của phòng mình nó ở một mình. Nó kìa có thằng bạn mà giờ là không có nhà ở thì giờ chị con muốn rủ về ở với con này. Tại vì cô đã tránh cái tình trạng mà ở chung đụng 3-4 đứa để chia tiền cho rẻ. Nhưng mà thực sự nhiều khi con mình á đi học về cái nó bỏ cái đồng hồ đó, bỏ cái bóp tiền đó, nó bỏ cái điện thoại đó. Cô cho nó ở một mình, nó có phòng rộng rãi ai rang vậy nè. Mẹ xịn chưa? Coi một mình phòng rộng rãi. 3-4 vuông chứ không rộng rãi gì á. Ai rang vậy là đúng rồi hả? 3-4 mẹ phải vuông á. Đó cô mới nói nếu mà tin tưởng thì con cho nó về ở chung. Là cái thằng Quy nó nuôi nhưng mà thằng Quy nó nuôi nhưng mà tiền của cô là, đúng là tiền của cô xin Quy nó làm những có tiền, thằng Quy nó đâu có tiền. Thì trong suốt 12 năm á là Quốc với Huy chỉ ra mắt mọi người theo kiểu là bạn bè. Bạn bè. Đúng, đúng rồi, bạn bè. Đúng rồi, lúc như... đó là đã có bé đầu tiên rồi. Là mọi người vẫn không có. Đúng rồi, vẫn biết không luôn. Biết. Đến khi có bé đầu tiên, bé Bon á, bé gái nãy á, à là mọi người vẫn không biết. Mới anh Huy chỉ nói là anh Huy muốn làm single dad thôi. Mới biết bữa mà công khai, bữa ăn tăng gia đó. Dạ. Đám cưới á. Tức là 24 tháng 4 năm 2023 là tròn 12 năm tụi em quen nhau. Thì chọn cái ngày đó để làm đám cưới luôn. À. Đúng rồi, 2 tháng trước. Cô mới biết 2 tháng trước là thôi. Cô chú mới biết 2 tháng trước đúng. À? Mà hai bác là chị thấy là thằng Quốc nó không có cha mẹ. Thằng mình coi nó như con, đó là bạn thân của thằng Quy mấy năm trời. Thằng cô đối xử bình thường chứ không có gì chứ. À. Khi mà cô biết được á thì dạ, cô cũng hơi nói, quá là... quá bất ngờ đi, cô quá đau đớn đi. Nhưng mà cô nghĩ là lần Quy cô có 2 đứa con. Là đó là niềm an ủi cho cô. Có nhiều cặp vợ chồng lấy nhau vẫn không có con. Đó cái đau khổ nhất là không có con. Bữa nào cô thấy thằng Quốc nó cũng đối xử tử tế với thằng Huy. Anh cô nói là thôi thằng Huy mình á là nó có cái bệnh nghe anh. Dạ. Nó có bệnh bị hen suyễn đó. Dạ, cho nên là ngày đám cưới của tụi em cũng suôn sẻ lắm. Ba mẹ cũng rất là tán thành. Có mấy cậu mợ ở ngoài quê vào nữa. Mấy dạ. Cậu mợ nó mấy gì nó là ở ngoài quê vô chơi. Nhưng mà vô nó thôi vậy chị cũng yên tâm nên chị cũng mừng cho nó vì nó có 2 đứa con. Mà thấy thằng Quốc nó cũng mà sắp tới là 3 đứa rồi mà. Đúng rồi. Hai người chịu chăm nuôi con dữ ha. Nghiêng con. Mặc dù cũng không có ngủ được. Nhưng mà thực sự ra lúc đó thì năm 2019 thì Quốc mới nói là anh ơi, em với anh sống vậy thì mình cần phải có con. Thì thời điểm đó anh Huy không chịu có con. Mình không chịu có con. Tại mình nói ôi trời, hai thằng đàn ông mà nuôi thêm đứa con rất là cực. Mình nói bây giờ trời ơi em ơi mình đủ rồi, mình sống rồi, xong hai đứa mình đi du lịch. Sau đó thì thấy Quốc cũng muốn quá mà mình nói thôi ok thôi em muốn thì cứ làm đi. Nhưng mà khi mà đứa trẻ đầu tiên á đâu có dễ đâu chị. 8 lần IVF không đậu. 8 lần là mình hãy nghĩ có biết bao nhiêu tiền rồi đúng không? Đúng rồi. Mất bao nhiêu công sức, tiền bạc. Có những khi trong thời điểm đó là mùa dịch, phải bay ra Hải Phòng, bay ra Hà Nội, rồi đi khắp nơi. Quốc nản. Không, em nản cái chuyện mà tìm con của anh Huy thôi. Nhưng mà em vẫn muốn là có con thì em nói mình xin con nuôi đi. Nếu gì chuyện trường hợp đó. Nhưng mà anh Huy thì muốn đeo đuổi cũng. Nhưng mà cũng không làm sao bằng con của mình được. Mà lúc đó là tuyệt vọng quá má. Mất nhiều tiền quá mà lại cứ thất bại hoài. Đúng rồi. Nên là tự nhiên cái lần thứ 8 là lúc đó coi như là bỏ luôn rồi đó. Là quyết định là lần này đậu. Thôi. Đúng rồi, chuyển là cái số phôi cuối cùng rồi. Là chuyển 3 phôi cùng một lúc. Chỉ có một bé đậu. Mà khi mà chuyển bé đậu đó vô thì mình với Quốc lúc thời điểm đó là cũng bị stress, cũng căng thẳng về không biết phải chăm như thế nào, không phải làm sao đó. Thì cũng không chuẩn bị sẵn sàng cho bé. Rồi, cái người mẹ mà mang bé thì lúc đó là bé bị nhau chàng á, bị nhau chàng. Và bị tắc mật. Ủa, mấy bon đúng bị nhau chàng à? Dạ, đúng rồi. Chứ không sao nó dữ vậy đó. Bây giờ nó dữ. Bà nội, bà nội. Bà nội, bà nội. Bà nội.
dữ gì lắm luôn á. À, khi mà như vậy thì bác sĩ có nói là khả năng, hoặc là nếu như mà để thêm lớn nữa thì có khả năng là phải chọn một trong hai. À, đó là nói chung nhưng là... mà trong khi lúc đó mình bị đưa vào một cái thế kẹt, mình con thì lại là con của mình chọn con cũng không được, mà mình chọn người kia lại càng tại không vì được. Mà lúc đó thì người phụ nữ đó họ quyết định là họ sẽ bỏ con. Tới thời điểm đó thì cái quyết định đó nếu mà trường hợp bất đắc dĩ thì mình cũng phải chấp nhận. Bao nhiêu tháng rồi? Đúng, lúc đó là cũng trời 8 tháng mấy rồi. Đó là lấy em bé ra được rồi. Đúng rồi, là lúc đó là mổ ra lấy được mà. Nhưng mà tự nhiên thì cái ngày hôm đó cầu là nguyện suốt mình đi cầu nguyện, thì mình đi cầu nguyện xong rồi ngày sau đi về thì 2 ngày sau là bé được chào đời. Dạ, và lúc đó thì và chào đời là sinh tự nhiên luôn. Dạ. Wow, mình dạ. Đúng rồi, là tại vì lúc đầu thì mình muốn trời. Là mình muốn là bổ trước. Sinh tự nhiên mà sinh nhân trần là lâu lắm đó con. Đúng rồi, dạ. Nhưng mà đó. Đó sinh. Đó, đó. Thì nó khá là thuận lợi. Nói chung là mình nghĩ là ông trời cũng thương mình. Đúng rồi. Tại vì chia sẻ thêm vấn đề này cho nhiều bạn cũng thắc mắc trên mạng xã hội á. Mọi người cũng thắc mắc là tại sao mà gọi là con chung. Tại vì đối với họ con chung là phải có chung về huyết thống. Dạ, thì mình cũng chia sẻ luôn. Tại vì ngay từ đầu quan điểm của mình á là muốn tìm con của anh Huy, con có chung huyết thống của mình hay không không quan trọng, mà mình quan trọng là đủ tình thương hay không. Tại vì chính bản thân Quốc là người bị cha ruột của mình bỏ từ lúc 6 tuổi và không quan tâm, không chăm sóc gì, thì mình nghĩ cái chuyện mà tình thương với lại huyết thống nó cũng không quá quan trọng. Nó thực sự là thời điểm mà khi mà sanh được bé Bon xong mình rất là hạnh phúc. Và lúc đó là cái mình tổ chức liền cái đầy tháng cho em Bon. Thì lúc đó mình có nói là mình không biết bỏng bé à, nên là Quốc, mình sẽ nhờ Quốc bỏng giùm, bỏng phụ. Vậy mà cũng tin là ba gia đình không ai biết gì hết. Lúc đó mẹ chưa có hay à, đúng rồi, mọi người vẫn chưa hiểu rồi xong tiếp tục thì nói là giờ có con gái rồi thì tìm thêm một đứa nữa để cho hai đứa nó có bạn có bè. Ở đâu biết rồi, đem về thôi. Ủa, mẹ không hỏi là mẹ của con bé đâu hả? Ờ, đúng rồi. Đâu biết nó mang về. Xong rồi tới bé thứ hai. Bé thứ hai sinh ra thì mình tổ chức một cái buổi. Lúc đó là bắt đầu mời các cậu, các dì vô rồi. Những người lớn, những người mà có cái sức ảnh hưởng đến ba má, để mà những người đó hiểu mình trước. Thì hôm đó mình cũng đã cơm ao nhẹ nhẹ. Sau đó thì các cậu, các dì bắt đầu ủng hộ. Đó, tại vì... Nói cậu vậy khuyên dữ lắm. Đúng rồi, đó là khuyên ba má. Đó. Xong rồi là tới 24 tháng 4 vừa rồi là nhân dịp tân gia, là ngày đó là ngày sinh nhật của ba Quốc luôn. Dạ. Rồi ngày sinh nhật của em Bin luôn. Dạ, tức là rồi ngày âm lịch là kỷ niệm 12 năm. Tức là 24 tháng 4 2011, 24 tháng 4 2023. Dạ. Và cái ngày đó rất là đặc biệt, giống như là tất cả mọi thứ đặc biệt. Và mình tổ chức một cái buổi giống như là mình ghi là full house party. Nhưng mà nãy giờ thuyết phục phía bên nhà của anh Huy, còn phía bên nhà em thuyết phục sao? Bên nhà em thì thật sự là cậu em đã biết từ lúc mà bé Bon đầy tháng á, tại em có nói với cậu. Lúc đó cậu mới biết luôn. Trời đất ơi, hai người giống mấy năm luôn á. Tại vì sống xa nhà mà mình giấu kỹ lắm. Ba mẹ của Quốc là mất sớm, nên là cậu là coi như là ông cha của Quốc vậy đó. Khi mà nghe tin mà cảm xúc của cậu như thế nào ạ? Mình bất ngờ, hai vợ chồng cứ cũng cái cảm giác chắc cũng giống như anh chị á. Mình cũng có nhắc Quốc là tuổi con cái này lớn rồi, lập gia đình đây, nói chuyện của con cậu đừng có lo. Thì dần dần lớn á, nhưng mà cái tình thương của cháu nó lớn quá, là cảm quá mình. Rồi khi nó báo đám cưới rồi đó, là thôi cậu quay qua hai vợ chồng ủng hộ tối đa. Hồi trước đó là cậu có một cách nhìn giống như nó lạ. Rồi hai vợ chồng cứ trao đổi nhau, nhưng mà cuối cùng mình thấy cháu nó sống tình thương lớn rồi. Nó cũng cho mình nhiều cái để mình cần phải suy nghĩ, phải học nó nữa. Thành ra thôi ủng hộ hoàn toàn. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Dạ. Trong 12 năm đấy em thấy có rất nhiều lúc mà sóng gió. Thì cái giai đoạn, cái khoảng thời gian nào là mình buồn nhất, và tới ngày hôm nay lúc nào là mình hạnh phúc nhất? Nếu mà buồn nhất là có thể vào giai đoạn 2017. 17. Dạ. Tại vì giai đoạn đó là công việc của Quốc và Huy là hai công việc khác nhau. Ông thì có thuyết phục Quốc là về quản lý chỗ cho anh Huy. Nhưng mà thật lúc đó là Quốc chỉ nghĩ rằng á, mình về làm chung như vậy đó. Sau khi mình bị lệ thuộc về công việc rồi, tức là cuộc sống kinh tế mình không đảm bảo ổn định, thì tóm lại là chưa đủ tin tưởng ổng đó. Dạ. Cho nên là thời điểm đó hai đứa bắt đầu xảy ra xích mích. Thì có một cái người thứ ba chen vào mình. Thì thời điểm đó là mình tuyệt vọng và mình bỏ nhà đi. Tuy nhiên là chia tay chỉ có 2 tháng thôi. Dạ. Rồi xong rồi quay lại. Vui dạ. Nhất là vui gì? Kể vui đi, nhất Quốc đó kể là... sẽ dễ thương lắm. Dạ. Thời điểm mà em cảm thấy vui nhất là khoảng thời gian năm 2011. Là lúc mà hai đứa mới vừa gặp nhau á, gặp nhìn những cái tốt của nhau thôi. Ừ. Dạ. Em đẹp nhất là lúc vừa mới yêu đúng không? Sinh từ đó phải không? Sinh từ đó phải không? Dạ.
Tình yêu phát sinh từ 2011 chứ gì? Từ lúc gặp rồi, nhau rồi, từ lúc gặp nhau rồi. Dạ, tụi con đã thương nhau rồi. Cho nên là nó trà trật rồi. Sao vậy? Sao vậy? Lúc đó hai đứa mới gặp nhau làm gì có yêu nhau. Nghe từ ngày đầu tiên luôn. Không, má cuốn không. Con đồng ý với má nha, tại vì thời điểm nó mới gặp nhau tại đây không yêu nhau nhưng gọi là tiếng sét ái tình. Duyên, duyên, duyên. Thì mình đi từ cái gọi là quen biết, thích nhau qua những cái cảm xúc. Xong rồi sau đó mình mới đi từ tình bạn. Rồi từ đó mới đầu sau 12 năm mình mới thấy mình yêu, mình mới cùng nhau xây dựng gia đình. Phải như thế nào đó. Ông quýnh em. Really? Ông này đó là ổng khá nhăn. Ông này rất là khó tính. Thì ổng được cái là ổng chịu lắng nghe. Nhưng mà phải đợi ổng nguội nguội, chêm chêm cho ổng, nhẹ nhẹ nhàng nhàng và một hai bữa sau nói cho ổng nghe. Mà chịu nghe. Ờ à, chịu nghe. Nghe. Đó, chịu nghe. Mình là nóng tính. Rắc rối nữa. À, rắc rối. Ai cũng nóng hết trơn. Cầu toàn. Trắng đen là đen hả? Dạ. À, anh Huy với Quốc là hơi trái ngược với nhau về tính tình chút, lo xa chuyện đi học của con. Trong khi mới có 2 tuổi à, nửa đêm 12 giờ mấy khều khều quá, anh thấy cái trường này được nè. Nói kìa, không, anh ngủ đi, anh ngủ đi, còn tới 4 năm nữa lận rồi, tới đó mình tính được không? Anh ơi, 4 năm sau có 8 cái trường khác đẹp hơn. Đúng rồi, yeah, anh từ từ. Tại vì nè, thí dụ như em muốn con, em mà ví dụ học gần công, ok, là bây giờ phải tìm, coi thí dụ như tìm cái nhà gần đó, rồi để nhập hộ khẩu vô chỗ đó, để sau này đi học gần công ở đó. Tuổi cho anh lời khuyên nha, rồi. Khoảng chừng 4 tuổi thôi là nó đặt đồ anh ngồi đó, anh khỏi tính. À vậy hả? Con em đi học đó là em dẫn đến trường, em hỏi là con thấy cái trường này ok không, con thích không, con thấy cái này có vấn đề kia vấn đề, đi trường khác lượt, đi một vòng 10 trường, con muốn học trường nào con ơi, nó chỉ cái trường đó là học cái trường đó anh nha. Ok, là một ý hay, tại vì thời điểm đó nó một cái, có một cái cảm quan đúng đó. Rồi tuổi thôi là tụi nó biết rồi. Thôi thì cảm ơn Khoa với Thảo đã mời mình đến nhà cũng của Khoa với Thảo ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ mình lại có việc rồi. Mình xin phép Khoa với Thảo nha. Có thể Khoa Thảo ngồi trò chuyện tiếp với Quốc, với ba má và cậu. Dạ, cảm ơn con. Rồi, tốt nha. Chào mọi người. Dạ, em chào con. Rồi, bye bye cả nhà. Em chào anh nha. Rồi, chào cả nhà nha. Chào con. Dạ. Mình lại bắt đầu câu chuyện tiếp. Dạ hả? Đối với Quốc, một người đàn ông hấp dẫn Quốc, thứ nhất là phải học giỏi, có chí lớn. Còn những cái tật xấu nho nhỏ như là má biết nè, uống ở đâu cái ly nước rải đó vậy má. Xả từ nhà trên xuống nhà dưới. Cái này là em nói xấu nhưng mà có má xác nhận nha. Là bừa. Dạ bừa, hơi bừa tí xíu. Với lại kiểu hay sai á, thì khi mình đang bực bội muốn chết, đang ẩm con nó khóc sụm cho mà uống nước cái thằng đó cũng kêu Quốc ơi lấy gì mà ly nước. Đó, cho nên là mình chỉ bực những cái lặt vặt vậy thôi. Cô với chú à? Cô chú nhận xét sao về Quốc à? Quốc thì đâu có coi là không có gì hết trơn. Dạ. À, cô coi nó như con mà nó thì cô thích nó cái chỗ là nó biết chăm Huy. Dạ. Còn Huy là cục cưng của cô. Đúng. Trời ơi, xuất sắc chưa? Cô thấy nó chăm Huy thì cô cũng mừng, cô yên tâm. Thì bây giờ là cùng chơi một trò chơi nhỏ đi. Dạ. Xem là con dâu đi có hiểu ý là mẹ chồng không nhá. Dạ. Đưa Quốc một cái bảng với một cái bút. Má cũng cầm một bảng má viết luôn, xong rồi cả hai cùng lật một lần. Sai có kỳ quá ha. Có không có sai nữa hả? Cuộc sống đâu có gì hoàn hảo đâu. Đúng rồi, mình phải nói trước. Ok, bây giờ mình sẽ hỏi là ngày sinh nhật của má là ngày nào? Là ngày 2 năm. Đúng không? Con nhớ, con nhớ rồi má. Không, cái này là phải nhớ. Trời, muốn rồi. Trời. Ủa đâu con nhớ, đâu phải ngày 25 ta. Rồi. Xong chưa? Xong chưa? Hai, thì... hai. Thấy nàng dâu tự tin rồi, lắm. 2, 3. 25 tháng 12. Có thể không nhớ 24 mà má. Không, 25. Hay chăng ngày vậy Chúa đúng được cái tháng. Sai rồi. Ngày Chúa sinh ra đó. Lại có một ngày thôi. Dạ đúng rồi. Là bình thường cái ngày Noel đúng không? Dạ cũng 99 điểm rồi. Tự cho 99 điểm luôn. Sai với đúng thôi. Lỡ có sai thì con nói mới là coi là sinh nhật sớm. Câu thứ hai nào? Bây giờ câu này gỡ lại nhá. Dạ. Món ăn má thích nhất là món gì? Mắc cười cái đó. Chắc chắn rồi. Thì coi nó viết có đống ấy mà nó mắm nang. Món chiên cùng sẽ là món mà đó, còn có ghi nha. Xong rồi mắt còn không có, em ghi trước nha. Mắm ba khía mắm đúng không? Rồi con này coi như là chính xác. Bác cô cảm ơn. Ủa ai vậy ta, con cũng biết ai vậy. Trời ơi. Nằm dùng 12 năm đó ơi, nằm dùng 12 năm trời gì? Mưa dầm thấm lâu mà sao mà không biết. Người ta lợi hại vậy. Ô tiện để hỏi đi, Quốc có bao giờ nấu ăn cho má không? Có nhưng mà không có thường. Tại ví dụ như ở nhà có nấu món gì ngon thì có đem qua cho ba má ăn. Bây giờ mình sẽ có một câu cuối cùng nữa nha.
Má thích đi du lịch ở đâu nhất? Nhất thì con không biết nghe, nhưng mà con biết má muốn đi đâu tiếp theo á. Cái này là gợi ý phần cho má nhớ đúng đúng không? Má. Dạ rồi. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Đây là của má nha. Ồ, má thích đi về quê nhất. Nha Trang. Rồi. Quê là... Nha Trang là cũng đúng đó. Quê là ở đâu? Đúng không má? Đúng, đúng. Nha Trang cũng đúng. Ở đâu? Quê má là ở Tam Kỳ. Mà Phúc Quảng Nam có hay đưa má đi chơi không? Hay đưa má đi du lịch này kia không? Không, ít lắm. À, chắc năm mấy lần má? Năm mấy lần? Năm mấy lần đâu? Này ba nhớ nè. Năm mà đi chơi chung mấy lần ba? Đi nhiều lắm, làm sao nhớ hết. Trời ơi. Một năm mà đi mấy lần á, hồi một năm trong một năm đi mấy lần? Làm sao biết được? Nó dắt đi hoài. Đó mình phải biết hỏi đúng chỗ. Hay quá. Quá trời quá đất ghê. Khéo thế nhỉ. Ở nhà đó là nó kêu là mình đi. Dạ. Chứ không cần biết đi đâu. Dạ. Miễn có đi là được rồi. Vậy là bình thường á là Quốc sẽ chỉ cho bà má du lịch nè. Nấu dạ. ăn thì thỉnh thoảng mới nấu một lần đúng không? Dạ. Có chuẩn bị một món ăn rất là quen thuộc mà là có một cái tên của quê hương thứ hai của ba má trong đó nữa. Món gì ạ? Đố má món gì ạ? Không nhớ, mắm gì. Mắm hả? Mẹ thích ăn mắm. Quê hương thứ hai của má là ở đâu? Quê hương thứ hai là Long Xuyên. Đúng giang. Rồi, cơm tấm Long Xuyên. À. Ồ, rồi hôm nay làm cơm tấm Long Xuyên luôn hả? Dạ. Ừ. Giỏi dữ. Trời, cái món đó là đặc biệt lắm, Quy không bao giờ bỏ. Đi dạ. về ta đó lần ăn. Anh Huy là thường xuyên ăn kia, nhưng mà mỗi lần mà em nấu đó là ăn một lần 2 dĩa rưỡi cho tới 3 dĩa. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bếp ha. Dạ. Dạ vâng, kính thưa bà con cô bác, kính thưa họ hàng nội ngoại hai bên, hai anh em tụi em đã chuẩn bị những đĩa cơm tấm thật là hấp dẫn, thật là ngon để gửi tới gia đình mình bên kia. Nói thêm về món ăn thì đây là một món cơm kỷ niệm của Quốc và anh Huy. Cứ mỗi lần đèo nhau về Long Xuyên là cứ ghé ngay cái quán cơm tấm ăn trước kia đã. Dạ, ngày hôm nay thì mời Khoa và chị Thảo sẽ thưởng thức cùng với gia đình nha. Wow, trời ơi. Đây, lady first. Có bánh mứt không chị? Có, nhìn hấp dẫn quá trời luôn. Em mời chị Thảo. Thiệt lòng, ai là người làm cái này? Này, em chứ ai nữa. Không, Khoa giúp được cái gì không? Hả? Tao bưng ra đó chị. Nhiều quá. Ok, rồi. Cảm ơn Khoa. Rồi, cảm ơn con. Đúng là cùng tấm phan với canh súp ha. Dạ. Đúng kiểu miền Tây. Dạ thưa gia đình mình, con là phục vụ ạ, con là bồi bàn ạ. Thì mọi người cũng thấy là đây có 6 người nhưng mà lại 7 đĩa cơm. Dạ. Bởi vì là còn một nhân vật đặc biệt nữa. Tại vì ngày hôm nay đối với chương trình á, thì em cũng có một cái bất ngờ nữa. Là có một cái người dì của em là dì hai của em. Bởi vì nghe tin là đám cưới cho nên là dì hai tất bật đi làm baseball liền. À, là dì ở bên... Dạo dì ở Mỹ. Dì ở Mỹ. Dạ. Bay về để kịp giữ đám cưới của tụi em. Sinh nhật của dì là cũng rơi vào tháng 7 nữa, cho nên trước khi dì về nước á, em muốn có một cái bất ngờ cho dì mà dì chưa biết. Dạ. Quá tuyệt vời luôn. Dạ. Bây giờ dì ở ngoài hả? Dạ, em đi vô lấy bánh kem nha. Trời ơi, rồi mình cùng hát Happy Birthday dì hai nha. Để anh ra đón dì nhá. Để dạ, anh ra sân bay đón dì. Gia đình mình ơi, dì vào rồi. Dì mới đáp xuống sân bay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật nha. Thank you very much. Trời ơi, xúc động quá à. Thật là bất ngờ. Từ bất ngờ này qua bất ngờ kia. Giờ cậu ăn tương rồi làm sao vậy trời? Rồi, được kìa. Xem thì cậu ăn ở ngay chính giữa. Dạ, rồi. Tại vì là dì dì hai của dạ, Quốc. Dì hai. Cậu là cậu thứ mấy? Cậu thứ 8 là cậu Út. Mẹ em là thứ 7. Dì lớn nhất, cậu nhỏ nhất. À. Oh, wow. Cái giây phút thổi nến ấy, cảm xúc nó thế nào ạ dì? Không nói nên lời. Dì có lời là dì rất là thương Quốc, dì rất hài lòng. Lúc đầu thì không có giống như bất ngờ, giống như gia đình bên Quy thôi. Nhưng mà khi mà mình có đủ tình thương á, love conquer anything. Yeah. When you have enough love, you can climb any mountain. So I love him a lot. So I accept everything. They happy, yeah. Vui vẻ.
ý của dì nói đó là tình yêu nó có sức mạnh rất là dữ dội. Chỉ cần có tình yêu thôi là cái ngọn núi cao và khó khăn trong gai cỡ nào thì mình cũng vượt qua được hết á. Mà dì yêu Quốc là yêu rất là nhiều, cho nên là bây giờ Quốc có là cái gì đi chăng nữa, có là ai, có làm điều gì chăng nữa thì dì vẫn rất là yêu Quốc. Dạ, thương dì hai. Thương con. Cảm ơn anh chị. Anh Huy có nhắn tin cho dì hai trước. Đây cũng là một cái mà lý do tại sao mà Quốc thương anh Huy. Là anh Huy sợ ngày đám cưới là Quốc không có người nhà nhiều á, sợ Quốc tuổi, cho nên anh Huy tự nhắn cho dì hai nói là ngày hôm đó tân gia của tụi con, dì nếu được dì về chơi. Dạ, chứ cũng chưa dám nói. Vậy là đám dì cưới. Về là không biết luôn, không biết tân gia thôi. Dạ, nhưng mà cuối cùng ngày tiệc lớn em là người nói với dì, nói là ngày đó là đám cưới của tụi con, bây giờ con không còn mẹ, cho nên dì hai coi như mẹ của con, dì hai về với con được không? Thì quyết định là dì mới về. Dạ, nhưng mà có một cái nữa là dì chưa làm passport. Ví dụ như là ngày mai bay nha, là ngày hôm nay mới có passport. Không, visa. Visa. Chờ cảm giác mà mình chờ đợi không biết. Dạ, là tức là đã mua vé rồi nhưng mà có khả năng là mình phải hủy do mình làm thủ tục không kịp. Dạ. Thôi, ngày hôm nay ngồi được thứ này là quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà cuối cùng chú mang dì hai về. Mà dì hai rất vui là được về. Tại vì dì hai chứng kiến một cái cuộc tình. Nói đúng ra là dì hai nghĩ chắc hai người trai chắc không có gì quan trọng. Sự thật là lần đầu tiên. Nhưng mà khi dì hai về, dì hai thấy tình yêu của tụi nó, dì hai rất là cảm động, rất là cảm động. Cuộc đời dì hai cũng chưa có một cái tình yêu đẹp như cháu của dì hai. Dạ, em mời mọi người đứng hết rồi. Rồi, mời anh chị. Mời Cưng. Mời Khoa, mời Thảo. Mời con. Cái birthday này là very special cho dì hai. Dì hai thích không? Thích. Không phải tại vì con làm bánh được cho dì hai mà dì hai thích, nhưng mà cái tình cảm giữa dì hai với con dì hai thích. Cô chú là có điều gì muốn nói với Quốc hay không? Thì cô chỉ muốn là vợ chồng nó hạnh phúc thôi. Dạ. Là... vợ chồng hạnh phúc. Nhớ nha, hạnh phúc từ Quốc. Biết Quốc biết lo cho Huy. Dạ. Khi Huy là đau ốm bệnh hoạn thì dạ, không có cô chú. Thì Quốc hai cô chú lo. Vậy là cô cảm ơn nhiều. Dạ. Con gì ạ? Dì có điều gì muốn nói với bên nhà trai không? Hay là nói với Quốc không? Nói với Suya. Nói với Quốc là dì hai rất là thương Quốc. Mà dì hai rất là hãnh diện. Very proud of you and we. Hãnh diện con nhà we. Rồi rất là hài lòng khi có một gia đình hợp tác chung với gia đình mình như là ba má của we. Người rất là phước đức. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Dễ thương quá ha. Dạ. À, hồi nãy thì anh có nghe Quốc tâm sự là có một cái điều gì đấy muốn dành tặng cho anh Huy à? Mà bây giờ anh Huy... anh Huy đi rồi. Đi mất rồi thì không biết là... Nói lại một cục. Má có nghe không? Má nghe, má nghe. Cũng chỉ là một cái lá thư, vài cái lời gửi gắm cho anh Huy thôi. À. Dạ, dạ phải có xin. Đọc đi rồi anh Huy, anh sẽ coi sau mà đọc cho má nghe. Hay là anh Khoa có thể đọc mềm được không? Đọc luôn đi. Mà cô cho con xin phép được đọc lá thư của Quốc gửi cho Huy. Dạ. Cái thư tình bằng tay luôn á, trời ơi. Dễ thương dễ sợ. Chào anh Huy, người bạn đời của em. Được gặp và đồng hành với anh là điều em cảm thấy may mắn nhất mà ông trời bù đắp cho em. 12 năm, đặc biệt là sau đám cưới của mình vừa rồi, là thời điểm em và anh đủ tự tin khẳng định tình yêu của mình, cùng với sự ra đời của ba thiên thần Bon, Bin và Bắp. Em sẽ tiếp tục làm tròn bổn phận của mình, hiếu thảo với ba má, chăm lo cho anh và ba con. Đó là một gia đình em mơ ước. Ước mơ tiếp theo của em là nuôi dạy ba con lớn tài giỏi như anh, trân trọng hạnh phúc như em. Sau đó em với anh đi du lịch vòng quanh thế giới. Anh phải quý trọng sức khỏe, cân bằng công việc để cùng em nuôi con nhé. Em và ba con rất tự hào về anh. Mẹ ơi, thích thương quá. Yêu chồng quá trời luôn á. Quá tuyệt vời. Thật sự hôm nay anh Huy có việc đi sớm ấy, cũng là một cái cảm xúc cũng hay á. Sau khi chương trình này phát thì đoạn này anh Huy sẽ có những cảm xúc mà anh lúc đấy thì kể cho anh xem là cảm xúc của anh Huy thế nào nhá. Yeah.
Không biết là cảm xúc của cô khi nghe cái bức thư này nó thế nào ạ? Cô cũng cảm động lắm. Quay mà nó sống một mình là nguy hiểm lắm. Dạ. Vì nó bệnh hen đó. Dạ. Bắt thần linh, nó sẵn sàng đưa con tay vô để cắn. Dạ. Bị cắn nhiều lần. Khi mà mình thành vợ chồng rồi, ở trong kinh thánh nói là mình thành một, hai nhưng mà là một. Cho nên mình mới bỏ cha, bỏ mẹ, mình đến sống với cái người mình thương. Thành ra mình phải thương yêu cho tới trọn đời. Chết mạnh khỏe hay là yếu đuối, bệnh hoạn hay là giàu sang cũng phải. Nhưng mà sẵn đây em chúc mừng hai anh chị là được ba đứa cháu rất ngoan. Dạ, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến chương trình Nhà Có Khách đã có lời mời cho gia đình của Huy và Quốc để có dịp có thể bày tỏ, trải lòng, hiểu nhau nhiều hơn. Chị thích nhìn cái gì đó nó hạnh phúc, nó đẹp đẽ, nó đáng yêu mà nó thật là tích cực trên cuộc sống này á. Tại vì cuộc đời nó nhiều cái đẹp mà. Nên chị thích lắm, hôm nay chị cảm thấy rất là may mắn vì gặp được em. Thấy cái tình yêu đẹp đẽ của em, chị rất là thích đó. Ngày hôm nay thì cảm ơn đại gia đình nhà mình đã tới với chương trình Nhà Có Khách, những vị khách vô cùng đặc biệt. Những vị khách mang tới màu sắc vô cùng hạnh phúc, mang tới nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống này mà rất nhiều người coi ngưỡng mộ và đáng phải học hỏi. Gia đình em xin phép được nói lời chào tạm biệt ạ. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Còn bây giờ thì gia đình chúng em xin chào và hẹn gặp lại.